2K chọn là Olaf, là Rumble, những sự lựa chọn cuối cùng. Chứ còn đó là về mặt lý thuyết thôi. Chúng ta đã nhìn thấy rồi, những đội tuyển đến từ khu vực Trung Quốc đều mạnh ở về cái mặt giao tranh tộc. Để xem là Edward Gaming có tận dụng được cái lợi thế đó của mình và giành chiến thắng trước SK hay không. Về cũng là như vậy, còn về mặt đi đường thì SK hiện tại đường trên của họ vẫn luôn bị đánh giá là một cái điểm yếu mà đối phương có thể khai thác. Thì bây giờ anh ta chơi con bài Echo, phần nào đó nếu như anh ta làm tốt, anh ta có thể thoát ra khỏi những tình huống găng và câu kéo được rất nhiều thời gian của phía đối phương nếu như nhắm vào anh ta. Đây là sự lựa chọn mà tôi nghĩ rằng bên phía của ADG họ có sự chuẩn bị trước dành cho Mao ở khu vực đường trên. Bây giờ Dev cùng với Meiko tiến qua rừng của phía đối phương và kiểm soát mắt. Bên phía của S2K, cụ thể hơn đó là Forgiven, anh ta phải lùi ra đến tận trụ của mình. Họ biết rằng mình vừa đi qua tầm nhìn của bên phía S2K nhưng vẫn quyết định đi rất sâu. Khi mà nhận thấy thông tin rằng Vander đang có mặt ở khu vực đường giữa, Edward Gaming họ cắm được một con mắt gần cái bãi hai con người đá và họ sẽ biết được rằng, ít nhất là sẽ biết được rằng S2K phía bên này Zankos sẽ khởi đầu ở đâu và cái hướng di chuyển của anh ta ra sao. Đồng thời cũng sẽ kiểm soát được cái việc là Forgiven cộng với Vander có ăn trước cho mình những con người đá nhỏ ở giai đoạn đầu trận hay không. Và nói về đội hình của hiện tại thì tôi cảm giác như S2K và EDG đang gần như là tương tự với nhau về mặt nhân sự của họ. Họ có đường giữa đánh rất tốt, phong độ rất cao, đường dưới cực kỳ mạnh giữa cả hai bên. Đường rừng, rừng thì Zankos cũng là một tài năng ở khu vực rừng của khu vực châu Âu sản sinh ra nha. Còn đường trên thì lại là khu vực ít được quan tâm nhất. Và chỉ có mỗi khu vực Hàn Quốc, nếu như tôi nhớ không nhầm, đó là cái sự quan tâm của rừng là dành nhiều nhất ở khu vực đường trên. Còn những khu vực khác thì thông thường là sẽ ở đường giữa hoặc là đường dưới. Còn Ho ở đây anh ta tiến vào, anh ta cướp được cho mình đó là một cái con chim nhỏ. Mặc dù là Ryo cũng biết được cái thông tin đó nhưng mà di chuyển vào hơi bị trễ. Bởi vì trước đó ở ngay cái thời điểm cấp độ 1, Ryo bị ép sát vào trụ, nên cái việc đó nó mở ra một khoảng trống để Bo có thể tiến sang cướp rừng. Phần nào đó là anh ta sẽ lấy được một lượng kinh nghiệm nhỏ từ vị trí của Zankos. Đúng là như vậy, anh ta lên cấp độ 2 trước nhưng đồng thời điểm đó thì Ryu cũng tiêu diệt được con lính đến gần và lên cấp độ 2. Cái khả năng farm lính của Ryu vẫn còn ở thời điểm hiện tại bởi lượng máu của anh ta vẫn đang đủ đầy và anh ta còn một bình máu. Trong khi đó thì Bo anh ta đã xài hết 3 lần sạc của cái bình thuốc biến dị rồi. Tức nghĩa là sau đợt đẩy này Bo sẽ quay trở về nhà. Vừa lên cấp độ 3 và Paul gặp ngay một tình huống nguy hiểm rất nhiều. Zankos đang bật tốc hành chuẩn bị tiếp cận của con rìu vừa rồi nó không trúng bởi vì Paul đã bắn tốc biến. Một tình huống can thiệp kịp thời, phải nói cực kỳ đúng thời điểm của Zankos ra khu vực đường giữa ngay sau khi thấy đối phương đã đẩy đợt lính lên và đang có ý định quay trở về nhà thì pha làm choáng đó của rìu là tiền đề cho tất cả. Zankos mặc dù mất cho mình cái tốc hành nhưng đã ép được hai phép bổ trợ của người chơi đường giữa bên phía bên kia. Tốc hành nó hồi nhanh hơn so với tốc biến rất là nhiều. Rất lời trong cái tình huống vừa rồi. Paul anh ta đã vô cùng cẩn thận khi anh ta biết được rằng lợi thế của Syndra trước Aurelion so là cấp 3, vị tướng này đầy đủ 3 bộ kỹ năng rất dễ gây sát thương, rất dễ làm choáng. Nên anh ta ngay từ khoảng cấp 1, cấp 2 anh ta đã gây áp lực lên ngược Ryo và bây giờ làm choáng trượt. Quỷ của tàn kêu ngược cho ra bên ngoài. Và cái điều tôi vừa nói ban nãy đó là Paul vẫn đang cố gắng khiến cho Ryo gặp nhiều khó khăn. Nhưng sự có mặt liên tục của Zankos xung quanh khu vực đường giữa đó nó khiến cho cái ý đồ của Paul không được hoàn thành, thậm chí là bây giờ phía bên kia thì Ryo vừa rồi cũng chỉ mất thêm một khoảng thời gian để bấm B biến về thôi. Còn Paul vừa ra đường lại mất thêm một nửa lượng máu. Đúng vậy, và lần này anh ta tiếp tục xài hết 3 bình thuốc biến dị. Anh ta đẩy tiếp tục đợt này về, sau đó anh ta sẽ về như cái lần mà anh ta đã làm. Còn vừa rồi thì Klylov gây áp lực ở khu vực đường trên. Mặc dù không giải quyết được vấn đề gì nhiều nhưng phần nào đó giải tỏa được một tí áp lực dành cho Mao ở khu vực đường trên. Chắc là vị trí lê lớp anh ta cũng có nhớ đến cái tình huống nha, cái tình huống highlight của Impact vừa lâu nay với Rumble khu vực đường trên cấp độ 6 rất khó để một Lee Sin cũng như Echo nó tiếp cận được, bởi vì nếu bạn đứng cứ sát sát vào trụ mà bạn găng vị trí Rumble, bạn chịu sát thương được trụ rồi bạn bị làm chậm mới tên lửa sát thương được mưa tên lửa rất dễ đã khó khăn. Nên League Club anh ta muốn can thiệp trước khi Odamne đạt được cấp độ 6, nhưng có vẻ như là độ thành công của nó không cao khi mà cái không thể nào ngăn cản được mà khoảng cách Odamne tạo ra về chỉ số lính cũng như là không thể lấy bất kỳ phép bổ trợ được của anh ta. Đúng vậy, lính ở khu vực đường trên bắt đầu có giãn cách 39 sợ 21.
ở đường dưới vị trí xạ thủ cũng là như vậy luôn nha. Đẹp anh ta không làm tốt hơn so với Forgiven trong cái kèo này, nhưng đường giữa Hồ một lần nữa bị làm choáng. Lần này của Huy anh ta vẫn né được, nhưng của Huy của Rio thì không né được. Né tiếp của Huy đó rất tuyệt vời, ý lực không đủ sắc thương, bởi vì vừa rồi Elop kịp thời xuất hiện và hộ thể. Liên tục là né được 3 pha ném rìu đến từ Zankos, khiến cho Paul anh ta mặc dù phải quay trở về nhà mất được lính này, nhưng thật ra còn đỡ hơn là mất mạng, đúng không? Một tình huống Kem ở khu vực đường giữa của Zankos và nó thu lại rất nhiều hiệu quả. Paul vẫn chưa muốn về. Đúng, về thì rất phí cái bùa xanh mà anh ta đang giữ trên dưới chân đó của mình. Anh ta phải tận dụng cái bùa xanh đó và mà anh chỉ cần nằm ngoài tầm quét tay cái yếu của vị trí Ryu thôi. Nguy hiểm nó sẽ không có nhiều và Paul chấp nhận ở lại để tận dụng mùa xanh và để tiếp tục farm lính. Và tôi đánh giá là một sự lựa chọn rất tuyệt vời khi mà lượng máu vừa rồi của Paul nó đang có tín hiệu hồi lại khá là khả quan. Còn khu vực đường dưới về mặt chất tướng thì thật sự thể tay của Caitlyn quá dài và vị tướng này spam quá tốt, nó khiến cho Dev anh ta đang thu xúc khá là nhiều lính. Tôi phải nói là như vậy, không phải là tại vì Dev đánh tệ mà rõ ràng là tại vì Forgiven chất tướng khá tốt. Nhưng đường giữa này một tình huống đúp nữa sẽ là đủ sát thương, tuy nhiên nó vòng với tập. Tôi nhìn sơ qua cái lúc mà tôi nhìn thì cái vạch máu của Paul đó chính là còn 29 máu mà thôi. Cực kỳ may mắn cho anh chàng Paul này trong một tình huống mà Ryu nhồi tất cả sát thương của mình có vào thẳng vào người, nhưng vẫn chưa đủ. Ở khu vực đường dưới thì từ đầu trận đến giờ camera không lia xuống nhiều, nhưng đó là một cái thế trận mà bên phía của E2K họ triển khai rất tốt. Cái khả năng cấu rìa máu đến từ Forgiven cũng như Vander ở một cái tầm xa khiến cho Dev mỗi lần mà anh ta tiến lên lính, anh ta phải trao đổi với lượng máu của mình bỏ ra. Và khi lượng máu đạt đến mức giới hạn, anh ta không thể nào có thể hy sinh được nữa và mất đi một vài chỉ số lính. Đúng, Jin không phải là mẫu xạ thủ làm tốt cái việc ăn lính dưới trụ. Và cả vị trí của Nami cũng không thể nào lên được cái khiên cổ vật để hỗ trợ cho xạ thủ của mình thăm lính cả. Nên Dev anh ta phải dùng rất nhiều kỹ năng của mình, thể hiện bằng việc anh ta không còn lại nhiều năng lượng lắm. Và nếu cứ đẩy lính liên tục như vậy, Edward Gaming sẽ mất lợi thế hoàn toàn ở khu vực đường dưới. Và họ đang muốn tấn công ở khu vực đường trên, tấn công One thêm một lần nữa. Cấp độ 7 rồi, 3-1 đi qua và phát hiện được tầm nhìn. Nhưng Odome thì cũng có luôn cho mình cái tốc biến đó. Cái khả năng găng cũng tương đối khó. Zankos một lần nữa chạm mặt Paul. Anh ta né được cú quỳ rồi bất tận thế ra Narok và lao vào bổ như bổ củi. Và chiến công đầu dành cho người đi rừng của SUK. Nếu như có một cái thống kê về mạng chiến công đầu ở thời điểm đầu trận thuộc về ai nhiều nhất, tôi nghĩ nó sẽ không nằm ngoài Zankos đâu. Anh ta đang sở hữu một tỷ lệ giành chiến công đầu cực cao ở cả khu vực châu Âu và tính đến thời điểm hiện tại, đặc biệt là trong trận đấu này. Một lần nữa, chiến công đầu thuộc về Zankos. Paul biết rằng mình dù có tốc biến xuống khu vực hang sứ giả thì cũng không thể nào thoát được cả vì cái tốc độ di chuyển của Zankos. Và thậm chí là nếu cần thiết, Odame có thể đứng từ xa khu vực trên rải chiếc cuối chặn đường về của Paul. Cho nên anh ta đã quyết định hy sinh mà không cần đến phép hỗ trợ dịch chuyển. Cũng là một động thái khá là tốt. Nhưng bây giờ Edward Gaming với lợi thế tạo ra trước đó của Forgiven Vander, bây giờ họ tấn công xuống khu vực đường dưới. Ryu bị làm choáng, nhưng cái khai mở thiên hạ thì nó không trúng một tí nào cả. Chiêu cuối khạc trúng, có những phát đạn của sân khấu tử thần. Và Ryu cuối cùng cũng đã phải nằm xuống. Bây giờ thì Mouse anh ta e qua tường sau đó tốc biến, nhưng tầm tiếp cận thì đã quá xa. Paul đã có lý trong cái việc mà để dành dịch chuyển cho tình huống này, để dành cái tốc biến cho tình huống này, và anh ta tốc biến xuống truy đuổi vào Ryu. Và những phát làm chậm đến từ Dev nữa khiến cho Ryu đã phải bỏ mạng. Trong khi đó thì Lilop cũng cướp luôn cho mình con bùa đỏ đụng mặt giữa hai người chơi Ryu. Anh ta tiếp tục bật chiêu cuối, nhưng có vẻ như là hơi vội vàng khi mà Lilop thể hiện rõ là anh ta không thể muốn đánh. Đơn giản là cướp xong rồi bỏ đi mà thôi. Trong cái tình huống đó rất tiếc là Paul, đáng có lẽ là tôi nghĩ là anh ta phải không mất một cái tốc biến. Nếu như mà anh ta đừng có bật đúp sớm để cho cái tầm nó quá rộng và Ryu cứ đứng bên trong thôi. Và anh ta không trúng một cái đúp nào cả. Còn bây giờ hôm nay dịch chuyển xuống có Zankos phía đằng sau hỗ trợ. Anh ta đang bị kiệt sức cứu nguy và nó không trúng ai cả, nhưng nó chặn đường về của vị trí Michael. Và mạng được dường cho Odome trong một tình huống mà EDG muốn cụ thể hóa cái lợi thế khu vực dưới bằng con rồng họ tiến vào, nhưng lượng sát thương của họ hiện tại chưa đủ để dứt điểm con rồng nhanh chóng. Đó là thời điểm mọi người mê thấy ra và anh ta sử dụng cái dịch chuyển đó của mình.
và giữ chân được cả Klilov cùng với Beko trong tình huống đó, và Klilov về được nhưng phải bỏ lại người chơi hỗ trợ, và con rồng tiếp tục được thuộc về cho S2K trong một tình huống tiếp theo. Chúng ta nhìn thấy rõ ràng cái con mắt cắm sâu của S2K, tác dụng của nó là vô cùng tuyệt vời khi nó khiến cho vị trí của Omnes xuất hiện ở giữa đội hình Edward Gaming rồi rải ra một cái chiêu cuối không thể nào đẹp hơn được nữa, và họ đem về điểm hạ gục thứ hai dành cho đội của mình. Còn bây giờ chính thức vươn lên so với đối phương khoảng 1.500 vàng. Con mắt đó cũng là con mắt của Ryu cắm luôn nha. Khi mà anh ta có một tình huống ram xuống khu vực đường dưới và bị phát hiện ra và bị làm trán, mặc dù phải nằm xuống nhưng dẫu sao cái tiền để anh ta để lại vẫn có thể giúp cho S2K. Wow, bây giờ là sân khấu tử thần lưỡng giới đồng quy rồi, cả tinh vân cầu của Bow nữa. Rất nhiều thứ dồn vào vị trí của Ryu và Zancos cuốn tiến ra hỗ trợ. Rất tiếc là S2K vừa rồi có hạ gục được một người đó là Paul, nhưng 100% sát thương đến từ trụ. Đúng vậy. Ryu trong tình huống đó anh ta không gây được bất kỳ một cái sát thương gì vào người của Paul, khiến cho cái mạng đó vô hình chung không được nhận lượng tiền. Nhưng mà về mặt lượng kinh nghiệm thì Ryu vẫn nhận được cái kinh nghiệm mà từ cái mạng chết đó của Paul để lại. Bây giờ đường dưới 109 chỉ số lính, nhưng chúng ta cùng quay lại khu vực đường dưới trước. Một tình huống mà găng tập trung cả 3 người, thậm chí là cả 4 người với cái sân khấu đó của Dev nữa, khiến cho Ryu mặc dù ta cố gắng lắm rồi nhưng cũng không thể nào thoát được. Để xem vừa rồi tôi không thấy là vị trí của Ryu. Ryu vừa rồi anh ta không có tốc hành là cái tốc biến. Bên phía của Gaming họ tổ chức liên tục những cái tình huống giao tranh, vì họ nhận ra rằng nếu mà bây giờ cứ để cho trận đấu nó cứ êm ả trôi qua thì không thể nào so sánh được với S2K về lượng lính cả. Tất cả những vị trí đều đang có một lượng lính hơn khá là nhiều, đặc biệt là ở khu vực đường dưới cũng như là khu vực đường trên. Nếu Edward Gaming họ muốn tập trung và lấy những điểm hạ gục, nhưng rõ ràng là điểm hạ gục lượng vàng nó mang lại không phải là cái điều tiên quyết nhất. Mà cái điều tiên quyết nhất Edward Gaming cần đó là ví dụ như đường giữa vừa rồi Ryu nằm xuống, Paul có khoảng trống để farm. Rất tiếc là Paul anh ta lại chịu sát thương từ trụ quá nhiều và anh ta cũng nằm xuống cái tình huống đó. Nó khiến cho mặc dù là Ryu bị lên 7 ném số, nhưng khoảng thời gian mà anh ta trở lại thì cũng đúng lúc mà bao trở lại. Và bây giờ khoảng cách về lính nó vẫn đang được tạo ra vì nghiệp phía S2K. Thậm chí là họ đúng lấy hai cái trụ gần như là tương đồng nhau, đường trên và đường dưới. Đúng vậy. Khi mà bạn dành quá nhiều thời gian ra khu vực một đường khác, tức nghĩa là những người còn lại của đối phương có khả năng đẩy lính lên và gia tăng thêm khoảng cách. Và bây giờ nó được cụ thể hóa bằng hai trụ. Lượng tiền bây giờ là trên con số 2.000 tiền. Liệu rằng cái tình huống ra khu vực đường giữa đó, và thậm chí Paul anh ta cũng không cải thiện được lực lính của mình nữa, có lẽ lỗ rất nhiều dành cho EDG trong tình huống ở khu vực đường giữa rồi. Lỗ cực kỳ luôn. Như vậy bạn lấy đúng một điểm hạ gục, hai điểm hạ gục, nhưng bạn mất hai cánh và mất hai trụ, hai mạng đổi hai trụ, và còn thêm một rất nhiều chỉ số lính mà bên phía S2K sẽ tận dụng cái tình huống vừa rồi. Cảm giác như là Edward Gaming họ đang có một cái chút gì đó gọi là vội vàng trong trận đấu này, và sự vội vàng đó cái điều nó mang lại là vô cùng tai hại. Đúng rồi, để xem một khoảng cách ở khu vực đường dưới có 21 chỉ số lính, đường trên cũng tương tự như vậy đó, một cái chỉ số tương đối là nhiều. Ở khu vực đường giữa cũng thế luôn. Có chăng là khu vực rừng Lilov vẫn đảm bảo được chỉ số lính của mình mà thôi, nhưng anh ta không phải là một nguồn sát thương chủ lực của đội hình của mình, và thay vào đó xạ thủ và đường giữa của bạn mới là những người làm điều đó. Forgiven vừa mới tung chiêu cuối đẩy cho Dev ra khỏi khu vực trụ của họ, và vì mà bạn không lấy được trụ của đối phương ra đội hình của phía của Gaming không phải là một đội hình nhanh lắm trong việc để trụ với Aurelion Sol, với Echo, đặc biệt là xạ thủ Jhin nữa. Chắc chắn là Jhin ở meta hiện tại so với những vị xạ thủ khác, Jhin là vị tướng để trụ chậm nhất. Và khi mà trụ nó vẫn còn đó, S2K họ cứ ôm trụ mà farm thôi. Mặc dù là Wargaming khu vực đường dưới làm rất tốt trong việc cắm mắt vô cùng sâu, nhưng mà họ không đi găng được, thì Wargaming cứ như vậy mà farm thôi. Anh ta bây giờ ở vị trí xạ thủ phút thứ 14 mà bạn thua đối phương 40 lính, và nó là rất nhiều. Đúng rồi, chưa kể là mẫu chất tướng nữa chứ. Khi mà để Caitlyn một mẫu tướng mà thật ra thì chỉ cần hai món đồ thôi cùng Kumuran cộng với đồ vô cực kiếm khả năng gây sát thương trong pha giao tranh đã là rất cao rồi, thì cái khoảng thời gian đó nó sẽ đến gần hơn khi mà Forgiven đang có rất nhiều lợi thế ở khu vực đường dưới. Và khi mà đối phương rất mạnh ở giai đoạn giữa trận như vậy, Odoame là vị tướng Rumble cũng rất mạnh ở khu vực giữa trận và về sau, thì khi đó với VS2K họ
thoải mái hơn trong cái việc mà kiểm soát những mục tiêu, đặc biệt là rồng hay là trụ ở thời điểm tại, chưa kể họ sở hữu cách Lin nữa, khả năng vây hãm trụ là rất mạnh với những cái bảy cấp độ. Lin lớp anh ta bị làm choáng bùng nổ sức mạnh vừa rồi không đủ sát thương, nhưng nó cách ly đi lớp ra khỏi vị trí của bồ và tạo khoảng trống để Zankot bật chiêu cuối lao vào ép được cái tốc biến từ người đi đường giữa bên phía Edward Gaming. Và mặc dù là họ không lấy được cái trụ trong cái tình huống vừa rồi, nhưng họ lấy được hai phép hỗ trợ của Paul. Như vậy mà chưa kể là phép dịch chuyển đó của Mao nữa. Bây giờ OdoMB ở khu vực đường trên tiếp tục đẩy lính và câu kéo thêm Mao lên khu vực đường trên. Các bạn hãy còn nhớ Rumble vẫn đang còn đó cho mình một tình huống dịch chuyển và khả năng ép được cái trụ này của bên phía S2K là rất cao. Còn một cái con mắt của bên phía S2K trong khu vực 4 con chim và nó chưa bị phát hiện. Nếu như mà bây giờ S2K đánh trực diện vào khu vực đường giữa ngay tại trụ một của phía Edward Gaming thì hôm nay sẽ có thể tấn công được, nhưng mà bây giờ họ di chuyển xuống đường dưới này trúng một cái cạm bẫy nghệ thuật và bây giờ Paul đang tìm đường về. Những cái con đường của anh ta thì có Rio đứng sẵn ở đó và khạc một cái chiêu cuối ra nhưng không cứu được tính mạng của chính bản thân mình. Còn tình huống mà Rio anh ta dự đoán đối phương đã đi qua cái bụi đó rồi trên cái chiêu e của Dev để lại. Anh ta muốn sử dụng một pha hắc não trong việc di chuyển của mình, nhưng anh ta không ngờ Ryu bây giờ anh ta mới cái bụi gõ chạc ba đó và ăn nguyên cái tình huống làm choáng và sát thương là đủ để cho Paul phải lên mạng sơ. Nếu mà đứng góc đó hình như là cũng không có góc nào có thể gồng e đi về được, đường nào thì cũng đi ngang qua mặt của Ryu thôi, đằng nào thì cũng phải nằm xuống trong cái tình huống vừa rồi. Vấn đề là đó là cái tai hại đem lại mà Paul ở khu vực, ở tình huống đường giữa trước đó anh ta mất được cái tốc biến, rồi sau đó là anh ta lên quá cao. Nếu như anh ta đứng trong bụi BV thì có nghĩa vẫn có khả năng quan sát được, nhưng dẫu sao thì Paul anh ta cũng khá là khéo léo, anh ta dự đoán được mắt của đối phương trong bụi là có, anh ta đứng khuất cái tầm mắt, nhưng hơi xui trong một chút xíu tính toán của anh ta mà thôi. Bây giờ trụ đường giữa đã thấm máu rồi, nhưng bên phía của E2K vẫn đang ưu tiên đó là con rồng hơn. Họ đã có được con rồng và sau đó sẽ tập trung người ra khu vực đường giữa gây sức ép vào cái trụ chỉ còn ít máu rồi thôi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Phát hiện ra Vander. Cái này mà đi chết về cái khoảng giữa trụ 2 và trụ 1 đường giữa thì nhiều khi có thể sống được đó là thôi, nhưng không. Nhưng thôi bỏ qua đi tình huống đó thì dù sao anh ta cũng đã nằm xuống rồi. Bây giờ quay lại với thực tại. Bên phía của Edward Gaming đã đưa Dev ra khu vực đường giữa. Khi mà đường dưới đã mất trụ rồi, xạ thủ của bạn ở lại cũng chẳng làm được điều gì to tát cả. Bắt buộc phải chuyển sang khu vực khác để cố gắng farm để kéo lại khách về lính mà Forgiven đã tạo ra. Nhưng nếu như Dev xuất hiện đường giữa thì S2K cũng không ngần ngại gì đưa Forgiven ra khu vực đường giữa cả. Và với một cái thế trận nó cứ như thế này để S2K, họ đang có rất nhiều lợi thế để snowball. Đúng vậy, đặc biệt là ở khu vực đường trên, một Rumble của OdoMB đang giãn cách về chỉ số lính rất nhiều so với Mao, 180 so 137, khiến cho bây giờ Mao anh ta phải lên cho mình món trang bị giáp tâm linh đầu tiên để giảm khả năng những cái cú kho lửa đỡ tựa OdoMB. Nhưng thời điểm này anh ta không có giáp, tức nghĩa là giai đoạn giữa trận khoảng phút thứ 25 lượng giáp của anh ta sẽ không đảm bảo, và thời điểm đó thì Forgiven bắn cực kỳ đau. Đúng thì về mặt đội hình như vậy, bên phía của S2K đang có rất nhiều lợi thế trong trận đấu này. Khi mà bạn bị pháp sư đường trên của đối phương dẫn trước quá nhiều, bạn bắt buộc phải lên giáp tâm linh. Và khi mà Echo là một vị tướng đóng vai trò lao vào mở giao tranh với những cái tình huống biến chuyển pha e vào. Tuy nhiên thì để chúng ta nhìn thấy không cần để lượng sát thương phép, chỉ cần một tình huống tàn kéo trúng vào Echo rồi sau đó là Forgiven đứng bắn này, Mouse sẽ phải lùi ra. Nó khiến cho mình ở quận Minh đúng là không thể nào tổ chức những tình huống giao tranh trên 3 người cả. Họ chỉ có thể bám víu vào cái việc nếu như có hành viên nào đó của S2K đi một mình thôi. Đúng vậy, mà chưa kể thì hiện tại ở khu vực đường dưới, Ryu đối đầu với Paul một cách tương đối thoải mái, anh ta không hề e ngại bất kỳ cái gì nữa. Bây giờ bị đẩy lên cả 3 đường, đây là một cái thế rất khó. Khi mà bạn bị đẩy lên 3 đường, bạn luôn trong một cái thế phòng thủ như vậy, đòi hỏi bạn phải không để đối phương tiến vào rừng của mình được. Nhưng điều đó là một cái điều gì tương đối là khó. Nếu như bạn muốn phản công, bạn cần phải có những con mắt ở những vị trí then chốt, kiểu như những bụi cỏ hơi
hơi dẫn một tí vào gần của đối phương mà thôi. Khi mà đối phương tấn công lên cao, bạn sử dụng những tình huống dịch chuyển và bọc hậu, đó là một cách để bạn có thể phòng ngự và phản công trước sức ép của đối phương. Edward Gaming họ đang cố gắng làm cái điều mà Linh vừa nói bằng việc mua càng nhiều mắt tím càng tốt và cắm ra vừa kiểm soát tầm nhìn vừa triệt tầm nhìn của đối phương. Nhưng cái vấn đề mà họ gặp phải là họ có thể phòng thủ được, đúng là họ vẫn có thể phòng thủ được. Nhưng để có chiến thắng phòng thủ là không đủ, họ phải ít nhất là đẩy cái đợt lính ra về thế cân bằng trước đã rồi tính gì tính. Bên phía Edward Gaming không làm được cái việc đó, cố gắng lắm thì bây giờ chúng ta nhìn thấy được. Lính nó cứ lên khoảng tầm giữa trận, giữa đường, giữa sông, đó là Syndra đường trên, Caitlyn đường giữa, Rumble đường dưới, những vị tướng này khả năng dọn lính rất nhanh. À, đây khoảng thời gian trống thì nhìn xem những món đồ, nhưng đường dưới à, không trống lắm, màu đang bị tấn công bởi Odamne. Bây giờ bật ngược chiêu cuối trở lại, tốc biến để thoát đi và có vị trí Cleelup đang chuẩn bị tiếp cận. Đá sóng âm trúng là xem như Odamne gãy. Rất tiếc là Cleelup chưa kịp đá sóng âm thì Odamne tóc biến rồi. À, tiếp theo đường giữa này cần một tình huống quấy tan kẻ yếu trúng. Bên đây thì vừa rồi tia nét vẽ chơi chóc nó không làm choáng được Vander. Họ lựa chọn mục tiêu không đồng nhất với nhau khi mà ba thành viên của S2K lựa chọn vào Meko, nhưng mà một mình Vander anh ta chỉ đuổi bên kia. Tiếp tục là rình, lượng mắt của họ đang cho phép họ làm điều đó. Chờ ai đó đi làng Def chẳng hạn, Lilop chẳng hạn, với thằng kiểu ôi trúng vào Lilop nè, đó hộ thể đi vẫn chạy được. Rangod không đủ tốc độ để tiếp cận với một Lee Sin có hộ thể. Đúng rồi. Liên tiếp là những tình huống phản ứng của bên phía S2K khi mà họ thấy được rằng Odome bị găng ở khu vực đường dưới, họ lập tức ra khu vực hang Baron kiểm soát mắt và sau đó câu kéo các thành viên của bên phía EDG. Nhưng EDG cũng cực kỳ tỉnh táo luôn nha, họ ra vào nhấp nhã ở những bụi cỏ mà thôi, khiến cho cái thế tấn công của S2K họ bị chững lại một tí. Và vừa rồi ở khu vực đường dưới tôi muốn nói đến một tình huống mà mau thật ra anh ta thoát được trong một tình huống sơ tay đôi, nhưng bởi vì cái sức ép đến từ Cleelup ở khu vực đường dưới là nó có. Chứ thật ra tôi thấy rằng anh ta lúc mà anh ta sử dụng chiêu cuối giật ngược trở lại và anh ta tốc biến thoát đi thì cái thời điểm đó anh ta vẫn chưa stack đủ 3 nội tại để rồi gia tăng tốc độ di chuyển. Nói chung là bây giờ lên kháng phép đánh với sát thương phép đánh còn không lại. Cái điều Linh mới vừa nói là đánh với vị trí của Omne 1-1 không lại thì không thể nào mà đánh giao tranh tổng được cả. S2K bây giờ hết thích đi farm, bây giờ đứng rình. Ai mà bị làm choáng là dồn sát thương vào ngay lập tức. Tôi cảm giác như là hai cái tâm lý thi đấu ngược hoàn toàn nhau của hai đội tuyển. S2K họ đang rất thoải mái, còn phía của Edward Gaming tầm nhìn không có ở những cái bụi mà S2K đứng và họ rất sợ những cái tình huống nếu như đối phương đứng ở trong bóng tối rồi cứ quăng kỹ năng ra. Bây giờ để xem cái vinh quang chân chính xuất hiện trên người của Zen có gia tăng thêm phần gì để đến từng tuổi này. Trong khi đó thì Forgiven không biết liệu rằng anh ta muốn lên cho mình cái vô cực kiếm luôn hay là lên cái đại bác liên thanh với một cái mảnh nhỏ đó anh ta được bổ sung thêm. Nhưng bây giờ quan trọng hơn cả là con rồng đang bị ăn bởi EDG, bởi S2K. Bây giờ sân khấu tử thần mở ra để cản họ lại, nhưng mà cản không thành công rồi. Mau bơi vào, anh ta tiếp cận vào Vander, nhưng lập tức là nhận ra không thơm, phải bật chiêu cuối trở ra, hô tung chiêu cuối dứt điểm được Vander. Ryo kẹt lại dưới hang rồng, tốc biến ngay phía bên kia tường để có thể thoát đi. Lilop ghim sóng âm trúng và Zankot có một cú tinh phân cầu rất to nhưng vẫn chưa đủ to hay làm choáng được ai cả. Và Edward Gaming không ngăn cản được đối phương ăn rồng, nhưng họ ít nhất lấy được một điểm hạ gục. Một mạng của hỗ trợ đội với một con rồng hoàn toàn có lợi dành cho S2K. Nhưng để xem ở tình huống khu vực bên dưới, Odome không còn tốc biến. Đã chiều cuối là rất là đẹp để chặn đường Lilop đại, nhưng bây giờ thì anh ta bị cầm lặng và anh ta bị làm choáng khô chức điểm. Vừa rồi thì tôi định nói cái tình huống bỏ đổi một mạng hỗ trợ hoàn toàn có lợi dành cho S2K, bởi vì tôi biết rằng EDG họ không thể nào lấy được mục tiêu lớn nào cả. Nhưng cái tình huống mà Odome dấn lên hơi cao vừa rồi, nó khiến cho pha trao đổi này phần nào đó có thể chấp nhận được đối với EDG. Cùng xem lại tình huống này, khi mà những chiêu thức trên diện rộng của EDG tung ra và Vander bị trúng cái lượng giới đồng quy đó và anh ta bị giữ chân lại, bị dồn sát thương một khoảng thời gian rất lâu, liên tiếp là trúng những kỹ năng đến từ Bo cũng như là Lee Sin. Phía đây thì Ryu cố gắng câu kéo dành cho những người đồng đội của mình có thể rút lui và sau đó anh ta sử dụng cái tốc biến thoát qua bên bờ tường của hang rộng. Edward Gaming tình huống đó họ nhồi tất cả mọi thứ
vào vị trí của Vander. Có thể là S2K sẽ không quá lỗ, không quá thiệt thòi nếu như chỉ mỗi Vander nằm xuống. Nhưng khi mà Odamne cố gắng trụ lại khu vực điện dưới thì anh ta một lần nữa bị hạ gục. Và chính xác là anh ta mới bị hạ gục được một lần thôi. Nhưng hai điểm hạ gục liên tục ở khu vực điện dưới, nó mở ra một khoảng trống cho S2K Gaming họ tấn công vào, và họ đã gỡ gạc lại phần nào đó về lượng tiền khi có trụ đầu tiên của mình trong ván đấu này. Đó là trụ thứ nhất khu vực điện dưới. Với cái xem như là trong cái tình huống vừa rồi S2K, nếu như mà tiếp theo nữa họ có thêm một con rồng thứ tư thì chắc chắn là pha trao đổi trước đó vẫn lời. Nhưng nếu như rồng tiếp theo mà S2K Gaming có thể giật ngược trở lại thì tình huống đổi một rồng nước lấy hai điểm hạ gục và một trụ, tôi đánh giá nó không được lợi cho lắm. Đúng vậy, và chưa kể rồng nước thứ ba của ván đấu đang chuẩn bị được hồi sinh. Thì đội hình cấu rỉa máu mạnh của S2K tạm gọi là như vậy, với những chiêu thức trên tầm xa của Ryu, của Forgiven, và chưa kể là những lần ném Ryu của Zankos nữa. Thì nếu như được bổ sung bằng con rồng nước thứ ba này, họ liên tiếp sử dụng những kỹ năng của mình cấu rỉa khoảng cách xa, khiến đội hình của EDG sẽ gặp rất nhiều khó chịu trong những pha vây hãm của phía đối phương. Ở đây là vị trí của Zankos và Ryu. Cái bài này làm ngoài đang để cho mình ba trái cầu đó sẵn sàng dùng ý lực để nhấc lên. Đúng, bây giờ cái thế lính này bên phía S2K biết rằng S2K Gaming chắc chắn là phải cần một người hoặc hai người lên đây pô đi đầu tiên. Đó, chạy lên đó gồng cầu. Ơi, có mùi. Khéo lắm nha, khéo. Ôi, nãy giờ là thấy cái cảnh này quen lắm rồi. Không thể nào mà cứ kịch bản này diễn đi diễn lại được. Đúng không? Khéo, rất khéo là pô, nhưng mà bây giờ còn bốn con lính kia, anh ta mà không mở rộng cái W của mình ra để farm, ôi quyết định đi về luôn. Vì nhận thấy rằng S2K một khoảng thời gian rất lâu vắng bóng đi hai người và chỉ có Forgiven thôi. Luôn. Đó, bình vô biết ngay. Đây là kinh nghiệm thi đấu của Po, đặc biệt là cái mẫn cảm của anh ta. Anh ta cực kỳ khéo léo trong những bước di chuyển của mình, cứ ngỡ rằng anh ta đi một cái con đường lên thẳng nhưng ngay lập tức anh ta chuyển đường trở lại, đi vòng qua trụ. Và sau đó thì sử dụng chiêu W của mình để farm lính từ xa mà thôi. Thấy có mùi gì đó nó hơi bị không thơm cũng, ở đây. Cũng đúng, làm gì mà cứ có một cái kịch bản diễn đi diễn lại. Hồi nãy là đứng rình ngay cái bụi trước bụi đỏ, rồi đứng rình bụi cạnh bụi đỏ. Bây giờ di chuyển đứng rình cái bụi đối diện, hai con người đá như vậy được. Không thể nào mà một đội tuyển chuyên nghiệp đã đến tới tận chung kết thế giới lại bị mắc một cái lỗi nó đơn giản như vậy được. Và S2K Gaming vẫn còn đủ tỉnh táo, đặc biệt là vị trí của Paul. Bây giờ quay trở về nhà thì Forgiven có luôn cho mình một món trang bị lớn, cả ba món rồi. Hai món gia tăng tốc độ đánh cùng cung Runan, đại bác liên thành và vô cực kiếm. Sát thương của anh ta ở thời điểm tại nhỉnh hơn rất nhiều so với Dev. 80% chứ mày. Đúng rồi. Và chưa kể cái nội tại của anh ta nữa. Đúng. Và tầm đánh cũng tương đối là xa. Thì nói về tầm đánh thì cái khả năng để tiếp cận vào hai nguồn chủ lực của Po cũng như là Dev cũng tương đối khó nha, bởi hai vị tướng này cũng tầm đánh cũng không phải là người ngắn giỡn được. Đúng, bởi vì Dev, Jin thì thường thường bạn sẽ mở sân có tử thần để tham gia giao tranh từ xa. Tuy nhiên thì với cái lối lên đồ này, nếu như để giữ Dev ở đằng xa là một thành công quá chu cây rồi. Khi mà đây là Jin, Jin chí mạng, tức là Jin lên đồ theo kiểu như những vị xạ thủ khác, đó là cái lưỡi thanh linh hồn cộng với đại bác liên thanh. Nhưng ở đây Zankos anh ta đang muốn băm bổ vào bậc chiêu cuối và không chọn được ai cả, bởi vì không có lượng khống chế cứng từ Ryu bồi thêm vào. Thì S2K Gaming cũng chỉ đơn giản những tình huống bị làm chậm bởi cú phóng Ryu đó và họ vẫn có thể lùi ra an toàn. Đúng vậy, mặc dù Zankos mất đi cho mình chiêu cuối nhưng thật ra chiêu cuối của anh ta cũng hồi một khoảng thời gian tương đối là nhanh. Bây giờ nó được 1/4 của cái quãng đường rồi. S2K vẫn đang còn lỡ cỡ trong những tình huống di chuyển của mình, đa phần là họ núp bụi để câu kéo các hành vi của bên phía EDG mà thôi. Đấy, núp bụi làm đoạn rồi. Rồi xong vị trí của Meiko rồi chưa. Bây giờ mới xong là Ryu là người dứt điểm, sân khấu tử thần đang mở và S2K giao tranh với S2K Gaming trong cái sân khấu đó. Nhưng S2K Gaming không hề có lợi vì lượng sát thương của họ là vô cùng hạn chế, như tôi nói vừa rồi. Đếm bị làm chậm, mặc dù anh ta là Jin nhưng người ta lên theo cái lối trang bị này, sân khấu thôi là nó không có sát thương, thậm chí bây giờ phải bỏ chạy. Odamne đi vào quá sâu, anh ta dứt điểm một điểm lớn và anh ta vẫn chưa phải nằm xuống. Bây giờ Dev cô đơn ở đây, anh ta quay ngược trở lại nhưng Odamne có đồng hồ cát và không bị hạ gục, thậm chí là có double kill và quét sạch dành cho S2K. Vừa rồi là triple kill không chính thức của Odamne. Và bây giờ để xem bên phía của S2K họ sẽ cụ thể nó bằng con Baron hay không.
họ đang tiến vào chỉ với ba thành viên. Cùng xem lại tình huống này. Ryu có tình huống nhồi sát thương vào Meiko, nhưng Meiko cũng rất khéo léo khi mà anh ta kiềm sức khiến cho lượng sát thương nó bị giảm và câu đủ thời gian tung ra một toàn bộ kỹ năng của mình kéo theo Ryu đi xuống dưới cùng với anh ta. Nhưng một khi Odin về tới, anh ta khò lửa và bo đầu tiên và mưa tên lửa anh ta trải ra trước đó. Thật ra thì nó cũng không quá là tuyệt vời, nhưng phần nào đó cũng có thể gây được một lượng sát thương. Tiếp theo đó, cái cách mà anh ta sử dụng dung đồ của nó cực kỳ ghê, câu kéo các thành viên của phía EDG vào người của mình. Và cái giá phế liệu đó đã giúp mạng của anh ta không chỉ một mà đến hai lần. Trong tình huống này, anh ta tiếp tục câu đép và sử dụng cái giáp đó, khiến cho lượng sát thương của đép là không đủ. Câu rất hay, nó là như vậy. Bỏ qua một người đó, có kỳ vật trong tình huống đó anh ta bắn thoải mái luôn, không có bất kỳ ai chạm vào người ta. Đúng, bởi vì cái độ rộng của file giao tranh vừa rồi, một cái màn hình chúng ta không nhìn thấy được. Chúng ta có thể nhìn thấy được là Mouse đang đuổi theo Odame bỏ chạy, vì Dev đứng, Forgiven đã đứng đằng sau bắn thoải mái. Nó thấy bốn phát của sân khấu tử thần, phát đầu tiên nó trượt và hai phát tiếp theo nó bắn liên tục vào vị trí Vander. Vander là người mỏng nhất của NBA 2K. Nó thấy mất tầm khoảng 200 máu, giống như là nó không hề tuột máu vậy. Phát cuối cùng có chí mạng thì nó trúng vào Forgiven, nhưng Forgiven thì đứng đằng sau cứ bắn, cứ hút máu lại thôi. Nó thấy rõ ràng là với cái lối lên đồ này, cái vị trí đứng của Dev và với cách mà anh ta sử dụng Jin từ xa, thật sự nó không hề hiệu quả một tí nào cả. Và Edward Gaming họ mất một cái điều là không có sát thương những tình huống giao tranh. Nếu như mà cái chiêu cuối của Odame vừa rồi nó rải ra nó tốt hơn nữa thì Edward Gaming họ sẽ chịu cái thảm cảnh hơn là vừa rồi. Đúng vậy, thực ra với cái lối lên đồ này của Dev thì anh ta muốn bổ sung thêm lượng sát thương trong những pha giao tranh đến từ những phát bắn chí mạng đó của mình. Nhưng kể từ cái lối lên đồ mà kiếm Mayumu cộng với đó là những tình huống xuyên giáp của vị tướng Jin này thì cái lối lên đồ này bỗng nhiên nó trở nên lạc hậu đi, nó không còn tối ưu hóa cái vị tướng Jin này nữa. Và bây giờ với bùa lạ Baron, một trụ ở khu vực đường trên, trước đó thì trụ đường giữa, trụ thứ hai đường giữa cũng đã không còn. Zen Code bật luôn cho mình chiều cuối lúc luôn. Vừa rồi là có một màn thi chạy nhỏ nhỏ giữa Zen Code và vị trí của Po, nhưng Po quyết định là không đuổi theo nữa khi mà cảm giác là nó không thơm lắm khu vực đường giữa này, trụ bị tấn công bởi Odame. Mau sấy rồi, ôi chuột sấy, chuột nướng, nướng luôn rồi. Chịu không nổi dưới cái sức quá nhiệt đó đến từ những cú sấy của Odame. Lượng đồ chuyên kháng phép của Odame quá khủng khiếp. Uầy. Bây giờ đóng luôn cho mình cái mũ. Nãy giờ quên nhìn qua lượng tiền 10.000 bốn rồng rồi bạn. Và hồi nãy rồng tiếp theo là rồng ngàn tuổi rồi, không phải là rồng nguyên tố nữa. Rất tiếc là nó là rồng ngàn tuổi rồi. SK họ chỉ dừng lại con số 4 rồng nguyên tố thôi, nhưng nó có 3 rồng nữa. Nên bây giờ không cần bùa xanh, lấy bùa xanh không phải là lấy khả năng hồi năng lượng, mà chỉ lấy khả năng hồi chiêu cộng với là 15% sức mạnh cộng thêm thôi. Đúng rồi, cộng với đó là cái hiệu ứng hình ảnh nữa cho đối phương biết rồi mới cướp đi bùa xanh của anh đó. Bây giờ anh muốn đánh hay không, anh muốn lấy lại bùa xanh hay không, kiểu gì tướng lấy không? Lấy đó, chưa đủ bắn uy, chưa đủ bi, vì dân có tử thần bắn ra, nhưng sát thương của nó rồi bo bị làm trễ. Đúng kiểu là bây giờ cái dân có tử thần đép có thể bỏ qua một bên luôn. Cần nó có nghĩa là nó chỉ có thể tác dụng hiệu quả nhất trong những cái tình huống mà nếu như SK muốn bỏ chạy thì cái sân khấu nó khả năng làm chậm. Còn với cái việc mà bây giờ sân khấu tử thần chỉnh sửa lại thì ý tôi nói là cái lượng sát thương theo phần trăm máu của mất á, ngày xưa thì 2% thôi, bây giờ tăng lên 2.5%. Tức là những cái tình huống mà nếu đối phương thấp máu sử dụng sân khấu tử thần để dứt điểm hay để truy đuổi nó sẽ tốt hơn. Là cái việc mà bạn cứ cố gắng mở ra tranh bằng cái sân khấu tử thần như vậy, với lối lên đồ thì nó thấy được cái sân khấu đó nó không cung cấp về mặt sát thương như phía của gaming, và với tình thế hiện tại thì khả năng mở giao tranh của nó cũng không. Tôi cảm thấy những phát bắn bình thường của Forgiven nó cũng còn lực hơn cái phát bắn từ sân khấu tử thần đó nữa. Bây giờ là thời điểm mà bên phía của HK tận dụng tối đa cái sức mạnh đội hình của mình, khả năng cấu rỉa đến từ Ryu, đến từ Forgiven, là có Vander cũng tương tự như vậy. Họ liên tục đặt những cái bẫy giống đồ đó để cản bước các thành viên của EDG tiến ra khỏi cái ngưỡng cửa cái phòng thủ của mình. Đúng, hàng rào được đập ra bởi 5 cái chạm bẫy giống đồ. Bây giờ Edward Gaming muốn farm cũng khó, bây giờ chỉ có chờ lính đi vào thôi. Nhưng có thể chờ lính của bên phía SK nó đi vào tới khu vực trụ 3 thì họ mới có thể farm được. Nhưng bây giờ không thể nào đánh ra đường giữa này,
Paul anh ta có lên một cái giáp thiên thần cũng như là vị trí của Moss cũng vậy. Nó sẽ giúp cho bên phía Quỷ Minh nếu như có giao tranh thì họ sẽ lợi thế hơn, xem như là 3 giáp thiên thần là 8-5 đi. Đúng, có thể gọi là như vậy. Nếu như một tình huống mà họ sử dụng giáp thiên thần này tốt, họ xuất hiện ngược trở lại và khi đối phương đã hết kỹ năng, họ còn kỹ năng họ tung ra thì phần nào đó có lợi dành cho họ. Nhưng để xem. Để xem là mỗi lần mà họ hồi sinh, Forgiven có đứng kế bên. Thôi, hồi sinh cái đặt cái bẫy cái cảm giác mà đối phương cách lin. Mình xem là nếu chỉ có pháp sư bạn không bao giờ muốn lên hai trang bị này, một đồng hồ cát, hai là giáp thiên thần. Cái bạn vừa hồi sinh cái là bạn học hoặc là bạn vừa hết cái hiệu ứng của đồng hồ cát, các bạn là gãy ngay lập tức đạp một cái bẫy. Đúng vậy, và khi đạp bẫy thì phải đánh tiếp theo cực kỳ đau. Chí mạng. Bây giờ để xem bên phía của SK họ đang muốn kiểm soát ở khu vực hang Baron trước tiên, bởi vì Baron cũng gần ra rồi, 1 phút 10 giây nữa thôi. Như nói, tính chất quan trọng của trận đấu này là có họ sẽ tránh được đội tuyển đầu bảng ở khu vực bảng A, Rock Tiger, đội tuyển đánh giá mạnh nhất ở vòng chung kết ở thời điểm hiện tại. Đúng, họ sẽ được quyền chọn cái đối thủ là yếu cơ hơn mình. Thì mặt đánh giá chung hơn đó là Onbus, Rock Luna. Còn thực tế thì tôi không dám chắc với Onbus. Bởi vì họ ấn cử viên vô địch. Nói đúng, khu vực quái cạc bây giờ là vô địch thế giới. Tới thời điểm hiện tại họ hạ gục được Hàn Quốc, châu Âu, châu Mỹ, châu Nam Cực, châu Đại Dương gì đó. Đúng vậy. Châu lục nào cũng có thể hạ gục được cả. Và biết đâu được rằng Onbus nó Luna có thể tạo được một cái điều kỳ tích trong vòng chung kết thế giới năm nay thì sao. Nhưng chuyện đó phải để đến khi mà tứ kết, những diễn biến của tứ kết thì chúng tôi biết được. Còn quay trở lại với trận đấu này, Rong và Baron nó xuất hiện gần như là đồng thời với nhau và ở một bên kia. Liệu rằng họ có thể có một sự lựa chọn là đổi rồng lấy ngàn trồng, đổi rồng ngàn tuổi lấy Baron hay là ngược lại không? Thôi để xem tình huống này, có đơn bên đang bị truy đuổi. Để xem, nó không chạy được. Tắt điện, điểm tắt điện. Đấy, liệu rằng có phải là tình huống thèn chốt hay không khi mà đối phương đã mất đi một người. EDG, lượng máu của họ cũng không còn nhiều lắm nha. Bây giờ nếu như ăn mục tiêu khác cũng tương đối khó. Điều mà họ có thể làm được ở thời điểm này đó chính là kiểm soát lại lượng tầm nhìn đã mất ở khu vực hang Baron mà trước đó S2K họ đã tung ra. Bây giờ chỉ với 4 thành viên, tôi không nghĩ rằng S2K nên đánh trong tình huống này. Rất khó, lượng sát thương thiếu mà EDG. Trời ơi, cẩn thận nha Lilop. Ôi, cần một nửa lượng, gần một nửa lượng máu luôn. Đúng một cú quét tan kẻ yếu, thêm một tình huống ý lực nữa của Ryu gãy ngay lập tức. May là còn đó cái giáp thiên thần và nó đã phát huy tác dụng khi mà giúp cho Lilop có thể trụ lại được. Nhưng Moss bây giờ đang gặp nguy hiểm, anh ta lượng giới đồng quy vào, chính xác là anh ta e vào nhưng lập tức rút ra bằng cái chiêu cuối của mình, ép một lần nữa cố gắng test lại lượng đam mình có thể gây ra bằng cái chiêu cuối và lại nhận thêm một cái kết nữa. Nó không nhiều và nó không có thể nào kéo được một lượng máu cần thiết khiến cho S2K dừng lại cái ý định ăn con Baron này cả. Baron bị kéo một nửa lượng máu, Dev đang đứng góc bên trên. Moss đang cố gắng tiếp cận những viên lớp bỏ đầu, anh ta lao xuống và anh ta cướp được con Baron kia. Santos không có kỹ năng để lao qua phía bên kia bờ tường. Các bạn nên vui mừng với tình huống cướp Lilop trong tình huống rồi. Đơn giản một điều là cái khả năng học quà nó sẽ được nhân thêm một con số, đó là nhân 5. Tức nghĩa là những bộ trang phục mà các bạn nhận khi tặng quà cho nhau nó giá trị hơn rất nhiều. Và chưa kể đó là về mặt vật chất của khán giả xem ở khu vực Việt Nam thôi nha. Còn trong tính chất quan trọng trận đấu này, cơ hội vẫn đang được giữ lại dành cho EDG. Đúng, mỗi con Baron nó khiến cho S2K yếu hơn một chút. Một chút. Họ tiếp tục rình, họ rình con rồng này. Nhưng bây giờ thì rình rình hơi nhiều. Bây giờ đang muốn tổ chức cướp cho mình. Quay. Ôi, ẩm con mùa xanh ra. Cái khả năng khó chịu của cuộc sinh ra này phần nào đó thể hiện qua tình huống đó luôn. Cũng không thể nào tranh chấp được cả ba đêm xem lại. Bao nhiêu sát thương. Hồi nãy là tôi không nhìn thấy được vị trí của Lilop bởi vì Dev và Mikael đứng kế bên chặn và lao xuống. Cái tình huống này nó hơi xui lắm, tôi thấy lượng máu của Baron nó đang là 1020 mấy á. Thì đồng lúc trừng phạt dồn sát thương cùng một thời điểm mà thôi. Không, tại vì Lilop anh ta cấp độ cao hơn so với Zen có 16-16. Thời điểm đó là 16-16. Xin lỗi là 16, đều như vậy là bằng nhau. Thì thôi cứ khen đi.
Ê, trong những tình huống cướp Baron này, thật ra người đi cướp mới là người thoải mái hơn. Bây giờ với bùi lợi Baron thì bên phía của ADG muốn đẩy khu vực đường dưới để xem họ có thể có một pha giao tranh thành công với con Baron này không. Không, bạn lấy Baron đi. Thực ra thì bây giờ không cần phải cố gắng lao vào giao tranh có làm gì cả, lấy công trình là được rồi. Hai trụ, mặc dù cái con số so sánh với 6 trụ của SK nó khoảng cách rất nhiều, nhưng họ vẫn lấy được. Và bây giờ SK muốn tràn vào đó là Zankot, và anh ta bổ bất chấp, và anh ta đã xẻ thịt được Meiko rồi. Có Sashimi Meiko đây, ở đây là vị trí Ryu làm choáng được hai người Lee lớp và đếp bùng nổ sức mạnh vào vị trí xạ thủ của đối phương, và double kill dành cho Zankot dễ như mơ luôn. Lee lớp anh ta ở đây hộ thể qua tường, những lần này là hộ thể để bỏ chạy. Có dám quay lại cướp con rồng kia không đây? Vander anh ta quy không trúng. Ôi, đang dụ. Rút kinh nghiệm lần này về ép Lee lớp ra khỏi cuộc thang rồng. Và rồng thuộc về cho bên phía của TK. Nó cường hóa với 4 bùi lợi đồng nguyên tố nữa. Quay solo nè, hỗ trợ anh đánh với rừng luôn. Chắc luôn. Quay đi ra Forgiven và Zankot không nên can thiệp. Chắc chắn như vậy. Đó, phải để cho Vander. Anh ta nở mặt nở mày một chút. Thay vào đó thì nên đẩy đường, bởi bây giờ với bùi lợi rồng sát thương gia tăng lên cái nóc dành cho đội hình của SK rồi. Hồi nãy tôi cứ nghĩ trong tình huống có bùi lợi Baron thì nghĩ rằng có một pha đẩy đường và có pha giao tranh có lợi dành cho EDG không, và câu trả lời đó là không. Mặc dù Ryu trong tình huống đó anh ta đi hơi chậm một tí, anh ta không kịp tham gia giao tranh, nhưng sát thương của OGB quá khủng khiếp, một mình anh ta cùng với Zankot nên đủ tiêu diệt một thành viên của EDG. Và khi mà EDG tan vỡ đây, chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cái kiểu mà một cái bài rất chuẩn luôn, bên tên lửa rải ra xong. Meiko hứng chịu quá nhiều và công chúa thủy tề bây giờ phải lên mạng số rồi, không được ở Sài Gòn nữa. Thì Ryu tốc biến qua bên kia rồi sát thương vào một ép, và khiến cho anh ta bị làm choáng và bị sát thương dồi vào quá nhiều, anh ta đã phải lên mạng số. Ryu được nhận được thành tốt, và khi cần Ryu lớn cố gắng câu một thời gian dưới mục tiêu rồng, nó thơm hơn EDG có được con rồng. Đúng, có một cái mẹo nhỏ là khi mà đối phương đã chọn Olaf, chọn luôn skin đầu bếp, bạn không nên đánh với vị tướng kiểu như Nami. Kiểu như động vật hay gia cầm đúng không? Đúng, cứ bổ luôn rồi, cứ xẻ thôi, nó rất là dễ luôn. Bởi vì bộ lợi Baron thì chủ yếu cái lợi thế nó mang lại là cái khả năng đẩy đường của bạn, cái sát thương của bạn, khả năng cường hóa lính của bạn. Nó không giúp cho bạn có thêm khả năng giao tranh tổng mạnh vượt trội so với đối phương, và chỉ cần mỗi một mình Zankot Odamne là đủ lấy được từ 1 đến 2 người với Edward Gaming. Còn những việc còn lại của Ryu Forgiven rất đơn giản là tìm kiếm những mục tiêu yếu nhất. Ví dụ như lúc đó Dev bị bỏ rơi và anh ta bị trúng hứng chọn một đợt bi mà Ryu bắn ra. Đúng vậy, và chưa kể là anh ta mặc dù có cho mình truyền gai Momotius, nhưng cái khả năng sức mạnh phép thuật của Ryu ở thì hiện tại là quá trời rồi. Bây giờ với bùa lợi rồng ngàn tuổi, SK đã lấy cho mình được một cửa khu vực đường giữa. Bây giờ công việc của họ nhẹ nhàng hơn bội phần, tập trung với nhau lên khu vực đường trên gây sức ép. Họ có một đợt lính đang dẫn vào khu vực đường dưới thì mau cũng đang có một thế lính khá tốt. Tuy nhiên, không có trống chịu để xem Edward Gaming xử lý như thế nào trong cái tình huống này. Trụ mất hơn nửa máu, Forgiven tay quá dài. Có dịch chuyển khu vực này. Dịch chuyển ở đâu đây? Nó không thấy gì trên bản đồ đó, ta dịch chuyển ở đâu? Anh ta dịch chuyển ngay vị trí của Lee Love đứng chè. Một khoảng đường rất xa, và đây là thời điểm mà Lee Sin của Lee Love đang cố gắng tạo đột biến, nhưng không. Hãy đã nằm rồi. Ôi trời ơi, Lee Love và mau đứng bên ngoài cố gắng để bọc hậu, nhưng mà bên trong thì họ lại quên mất rằng Dev là xạ thủ. Và đúng sách giáo khoa đã nói xạ thủ mà không có tăng bảo vệ, Jin không có kỹ năng nào để có thể đào thoát được cả. Và SK họ bắt ngay khoảnh khắc đó, họ xồ vào. Bây giờ họ muốn dứt điểm Dev, họ đã dứt điểm được Dev. Ryu. Và bây giờ thì sát thương của Forgiven kìa, hãy nhìn anh ta lựa chọn mục tiêu và bắn mà thôi. Anh ta không cần quan tâm đến bất kỳ ai bên phía của EDG. Nhưng SK bây giờ chỉ còn một mình anh ta nha, bắn tan vỡ đội hình của EDG. Nhập. Ôi, cái này là Ga lăng đúng không? Kiểu Mâu lúc mà ở dạy nhớ tinh thần. Thấy Forgiven còn chiêu cuối là có gì đó nó sai lắm rồi.
thì cũng cứ gỡ đi rồi sẽ bắn chung Meiko chứ không. Cái này là tôi nghĩ là phải có ai đó hỏi con Given là cái tình huống nhắm chiêu cuối.